Rồi, cảm ơn mọi người đã quay lại với video của Mộc. Thì hôm nay Mộc xin giới thiệu mọi người một cái ly văn hay gọi là sập gỗ. Cái này có thể gọi là chiếu ngựa nữa. Và cái chất cây của cái này còn gọi là gỗ gõ đỏ nham phi, hay còn gọi là gỗ bên, gỗ cà tè. Nó một cái sập ly văn gọi rất là đẹp. Đó. Cái loại này phủ bì của nó sẽ là 1m6 ngang, dài là 2m2. Đó, cái này có thể nằm nghỉ trưa rất là đẻ nha mọi người nha. Đó, mọi người kê trong phòng khách, phòng đồ nhà mọi người cũng rất là đẹp. Còn không thôi thì mọi người thích, mọi người có thể đánh bài. Ngồi đánh bài, đó, rất là đẻ. Nó như một tấm phản như vậy, mọi người ngồi rất là, nằm rất là đẻ và rất là thoáng luôn. Nếu mà có sân vườn để thì hơi bị tuyệt đấy. Cái này thì nó là một gỗ gõ đỏ nam phi. Mọi người tưởng cái này nó là một tấm liền, nhưng mà thật ra là một cái sập như thế này, mộc ghép từ 3 tấm lại nha. Nó ghép lại mà mọi người nhìn mọi người tưởng như một tấm liền thôi, nhưng mà mộc nó là một cái cây mà gỗ gõ đỏ nam phi mà dài 1m5, 1m6 như thế này ấy, kiếm nó rất là khó và rất là hiếm, hầu như nó không có. Và nếu mà nó có ấy, thì thường ở khu làng nghề mộc nó sẽ cắt mấy tấm dày khoảng cỡ 15-20 phân ấy, bán một tấm mấy trăm triệu ấy, bán cho mấy đại gia ấy. Còn những cái tấm như thế này thì mình xài đây, các khổ cây cũng gỗ gõ đỏ nam phi, nhưng mà gỗ 50-60 thì mộc mình sẽ ghép lại. Nhưng mà cái khu làng nghề mộc ấy, thì ghép nha, ghép rất là khéo như một đường chỉ, mọi người thấy ấy. Mọi người phải nhìn phải rất là kỹ mọi người mới biết là cái này nó là một tấm ghép lại. Đó, chạy cực kỳ khó. Như hàng như mộc nói là cái hàng mà cái hàng hàng mộc ấy, mọi người nhìn thì còn thấy rõ nha. Mộc mà sơn hàng mọi người nhìn là một bó tay luôn nhé. Mộc nhìn là mộc còn lú. À, đây mọi người nhìn nè, mộc nhìn là mộc đấy, dân nghề mà mộc phải nhìn phải để ý kỹ mộc mới thấy cái đường ghép. Đây mọi người để ý cái phần ghép 3 tấm rồi mộc nhìn nữa. Khó nhìn trời, khó nhìn thiệt á. Đây là mọi người để ý đây, má mộc nhìn mà còn thấy lú á. Đây là, mọi người để ý kỹ à. Đấy, nhìn xa xa thì nó sẽ thấy hơn, mọi người nhìn xa xa mọi người sẽ thấy hơn, bởi vì hai cái vân này của nó bị đứt đó mọi người. Nghĩa là cái này nó đang vô đây nó bị đứt cái vân rồi. Đấy thì chỗ này nó là một tấm rồi, nhưng mà ghép mọi người thấy ghép rất là đỉnh nha. Mặt này là mặt 1/3 nhé mọi người. Nói chung là mặt này bên phía dưới thì nó làm hệ đỡ. Nói chung là gọi là tương đối, gọi là được. Bên phía dưới này nó làm hệ đỡ nhé mọi người. Nghĩa là cái viền mọi người để ý, cái loại này là 3 tấm. Viền chẹm là chẹm long phụ, chân này là gỗ đỏ đặc nguyên khối 15 phân. Và bên phía dưới của nó là nó làm cây đỡ là gỗ thao lao. Cái này nặng quá, cúi xuống đi ăn liền. Đấy, mấy cây phía đỡ phía dưới này nó là gỗ thao lao nha mọi người, hay còn gọi là gỗ bằng lăng, thì nó chống mối mọt rất là tốt. Đấy, cái này thì xài vô tư, xài mọi người xài 30-40 năm là vô tư. Đấy, nhưng mà nó có cái phần điểm trừ một chút là cái này à. Cái kẹp này là mộc làm bằng gỗ xoen này, cái phần kẹp này làm bằng gỗ xoen đấy, thì bởi vì cái kẹp này ấy, thì nó phải cái này ấy, nó làm phải mềm á, cái cây nếu mà mình làm gỗ đỏ thì nó cứng quá, nó ịn xuống cái này thì nó kiểu như nó không có hít được mọi người. Đó, cái phần này viền này kẹp là 4 phân nha, cái mặt bên trong này 1/3, thì cái phần này để mấy bữa mộc nghiên cứu thử xem có chuyển qua gỗ đỏ được không. Nhưng mà cái này xài cũng rất là tốt nha mọi người. Đó, cái phần kẹp này gỗ xoen này, cái phần chạy chỉ kẹp dưới là gỗ xoen đèo. Đấy, còn các phần còn lại là đấy, gỗ gõ đỏ với gỗ thao lao. Đó, một cái như thế này 25.900 một cái. Miễn phí giao hàng 43 chuyến là 40 km, giao hàng tận nhà mọi người, nhận hàng kiểm tra xong Mộc sẽ nhận thanh toán nha. Rồi, chào mọi người nha.